Các bạn thân mến, nếu như phương Bắc có thầy phù thủy Cao Biển thì phương Nam có thánh địa lý Tả Ao, bậc thầy về phong thủy nước Nam. Tả Ao được coi là ông tổ của nghề địa lý phong thủy Việt Nam. Xuất thân từ một cậu bé nghèo, trở thành nhà phong thủy kiệt xuất, Tả Ao đã dùng tài năng của mình giúp đỡ nhiều miền quê, dòng họ đất Việt phát đạt, hiển vinh. Từ mỗi vùng đất ông đi qua đều viết nên những huyền thoại, những câu chuyện nhuốm màu liêu trai mà đến nay dân gian vẫn lưu truyền. Tả Ao phong thủy nhất trên đời, họa phúc cẩm cân định chẳng sai. Mắt thánh trông xuyên ba thước đất, tay thần xoay chuyển bốn phương trời. Xưa nay, các bậc thầy phong thủy như thánh địa lý Tả Ao, phù thủy Cao Biển đều là những cao nhân hiếm thấy. Trên có thể hô mưa gọi gió, dưới có thể yểm mạch tẩm long, lợi dụng thuật pháp mà làm hưng vượng hay suy bại một quốc gia. Thần cơ diệu toán là vậy, nhưng vì sao họ lại không thể làm chủ được vận mệnh của chính mình? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua video ngay sau đây của An Lạc Tử Tâm. Nhắc đến phong thủy thì không thể không nhắc đến ngài Tả Ao, bậc thầy địa lý của nước ta. Về tài năng, ông ta không hề thua kém huyền thoại Cao Biển của phương Bắc. Tả Ao được xem là bậc thầy phong thủy kiệt xuất người Việt. Dân gian xem ông là nhà địa lý phong thủy giỏi nhất từ xưa đến nay ở Việt Nam và tôn ông là thánh phong thủy. Người ta còn truyền tụng bài thơ về ông như thế này: Tả Ao phong thủy nhất trên đời, họa phúc cẩm cân định chẳng sai. Mắt thánh trông xuyên ba thước đất, tay thần xoay chuyển bốn phương trời. Chân đi long hổ luồn qua gót, miệng gọi trâu dê ứng trả lời. Ai muốn cầu sao cho được vậy, ấy ai địa lý được như ngài. Tả Ao không phải là tên thật của bậc thầy địa lý xứ Nam ta, mà là tên làng quê nơi ông sinh ra, được ông lấy làm tên hiệu và gắn với tác phẩm của mình. Đó là làng Tả Ao, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, tức là huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Tên thật của ông chưa có một sử sách nào khẳng định chắc chắn. Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam ghi Tả Ao, sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí của Phan Huy Chú ghi tên ông là Hoàng Chiêm hay Hoàng Chỉ. Còn trong dân gian, xuất phát từ người cùng quê với ông, lưu truyền tên gọi thật là Vũ Đức Huyền. Còn có nguồn nói rằng ông có tên là Nguyễn Đức Huyền. Năm sinh của ông cũng không hề rõ ràng. Có tài liệu cho rằng Tả Ao sinh vào khoảng năm Nhâm Tuất 1442, sống thời Lê Sơ, tức là khoảng những năm 1442 đến năm 1509. Tuy nhiên, có tài liệu lại cho rằng Tả Ao sinh sống trong khoảng đời vua Lê Hy Tông. Dù cho tên tuổi của ông chưa hề có sự thống nhất, nhưng tài năng và cuộc đời của ông xưa nay vẫn được lưu truyền trong dân gian, luôn là độc bản. Thuở nhỏ, gia đình cậu bé Đức Huyền rất nghèo khó. Cha mất sớm, mẹ lại bị mù cả hai mắt. Dù còn nhỏ, Đức Huyền vẫn chăm chỉ làm hết tất cả các việc để chăm sóc mẹ. Thấy mẹ không thể nhìn thấy được như những người khác, Đức Huyền thường hay tìm hiểu, hỏi thăm cách chữa mắt cho mẹ. Cậu lặn lội tới cả những nơi xa xôi với hy vọng tìm được người chữa khỏi bệnh cho mẹ, nhưng đều không có hiệu quả. Tuy nhiên, Đức Huyền không hề nản chí mà quyết tìm bằng được phương thuốc chữa mắt. Nghe tin về một ông thầy thuốc người Tàu rất giỏi về thuật chữa mắt đang ở đất Nam, Đức Huyền khấp khởi vui mừng. Nhưng do nhà quá nghèo, không đủ tiền chữa trị, nên Đức Huyền đã xin hầu hạ thầy để mong thầy chữa bệnh cho mẹ mình. Ông thầy người Tàu thấy chàng trai rất siêng năng, chăm chỉ, thông minh, đặc biệt là rất hiếu thảo với mẹ, nên đã đồng ý chữa bệnh. Trong quá trình đó, ông cũng truyền cho Đức Huyền một số y thuật để chữa mắt. Sau bao nhiêu năm chịu cảnh mù lòa, đôi mắt của mẹ Đức Huyền đã sáng trở lại. Thế nhưng đó cũng là lúc ông thầy người Tàu phải về nước, quý tiếc cơ duyên đối với y thuật. Đức Huyền vội vã xin được theo thầy để hầu hạ, học y thuật chữa mắt và đã được thầy đồng ý. Vậy là cậu từ biệt mẹ, lên đường sang Trung Hoa. Sau này tại Trung Hoa, y thuật của Đức Huyền vang danh khắp nơi. Một thầy địa lý bị đau mắt đã phải nhờ đến sự chữa trị của Đức Huyền mới khỏi. Ông ta mang tới 50 lượng vàng để hậu tạ Đức Huyền, nhưng cậu không nhận mà xin làm đệ tử. Thấy cậu là người có tài đức, lại ham học hỏi, nên thầy địa lý bằng lòng thu nhận cậu làm đồ đệ.
Sau một thời gian, Đức Huyền đã thành thạo tất cả những kiến thức mà thầy truyền thụ lại cho mình và xin phép về nước. Tương truyền rằng, để kiểm tra và thử tài đệ tử mình, trước khi chia tay, vị thầy địa lý đã làm một mô hình phong thủy, chôn 100 đồng tiền, rồi yêu cầu Đức Huyền dùng kim điểm đúng huyệt chôn tiền. Đức Huyền đã dùng kim điểm đúng 99 huyệt, còn một cây điểm ở mép, mà huyệt này lại là huyệt thứ 100. Đây là huyệt ảo vì mô hình tạo dáng rất huyền bí, ẩn hiện dưới mô đất nhấp nhô. Những thầy địa lý giỏi cũng khó có thể phát hiện ra đúng huyệt đạo. Lúc này thầy địa lý kia mới thốt lên rằng: "Thôi, nghề của ta từ nay chuyển sang nước Nam rồi." Rồi cho Tả Ao cái chóc long và thần chú. Trước khi từ biệt về nước, thầy cẩn thận dặn dò Đức Huyền rằng: "Khi về Nam, nếu qua núi Hồng Lĩnh thì đừng lên." Khi trở về quê hương, Đức Huyền làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cho người dân, ít khi sử dụng đến khoa địa lý. Chỉ khi nào cần thiết, ông mới ra tay xem thế đất dù mọi người. Tuy vậy, danh tiếng xem địa lý phong thủy của ông lại nổi hơn nghề thầy thuốc. Vì ông là người làng Tả Ao, nên người dân vẫn gọi ông là ông cụ Tả Ao. Và quả đúng là danh bất hư truyền, Đức Huyền sau này đã trở thành bậc thầy phong thủy, được mọi người kính cẩn gọi là Thánh Tả Ao. Ông vân du khắp nơi, từ miền xuôi đến miền ngược, từ vùng núi đến nơi đồng bằng đất đai màu mỡ, một là chữa bệnh cho người, hai là xem xét thế đất, tầm cứu long mạch, cuối cùng cũng là để giúp đời. Từ mỗi vùng đất ông đi qua đều viết nên huyền thoại mà đến nay dần dần vẫn lưu truyền. Một trong những câu chuyện ấy là huyền thoại giếng mắt cá làng Hành Thiện ở Xuân Trường, Nam Định. Người dân làng Hành Thiện kể lại rằng, một lần đi qua phủ Xuân Trường, Tả Ao phải đi dò sang sông, đến gần bến thì phải lội xuống bùn mới lên bờ được. Lúc ấy, người khách đi cùng chuyến đò đã hào hiệp cõng ông qua quãng lầy lội. Sau ông lại được người dân Hành Thiện khoản đãi nồng hậu. Cảm mến dân làng hào phóng, trượng nghĩa, lại mến khách, Tả Ao liền ngỏ ý xem xét thế đất cho. Tả Ao nói rằng: "Kìa, các ngài xem, kiểu đất làng này rất đẹp, chẳng khác gì hình con cá đang quẫy đuôi tung mình ra biển. Cụm dân cư chỗ kia là đầu và mình cá, còn cánh đồng kia là khúc đuôi. Sau này kết phát, khúc đuôi sẽ nở to dần, do đất phù sa ở con sông kia bồi vào. Lại nữa, những con lạch bao bọc quanh làng là mạch nước nuôi sống con cá, quanh năm chẳng bao giờ bị cạn. Nhờ đó dân trong làng được thịnh vượng, làm ăn phát đạt, ít bệnh tật ốm yếu. Chỉ hiềm một nỗi là con cá lại không có mắt, nên đến giờ làng vẫn không thể phát khoa danh." Dân làng nghe vậy bèn hậu đãi trà rượu và khẩn khoản xin ngài Tả Ao đặt lại hướng cho làng. Tả Ao đứng ngắm hướng rồi tới chỗ mỏm đất trước cửa đền thần hoàng, nói rằng vì con cá còn thiếu mắt nên cần đào giếng làm mắt cá. Giếng nước này rất thiêng, cần phải giữ sạch sẽ. Được vậy thì trong làng ắt có người làm thầy, làm quan, giàu có nhất vùng. Quả nhiên từ ngày đào giếng mắt cá, làng Hành Thiện ngày càng thịnh phát, nổi tiếng là ngôi làng nho gia. Nam thì học hành thi cử đỗ đạt, nữ thì dệt lụa ươm tơ khéo léo. Người dân quanh vùng vẫn hay dùng câu: "Trai học hành gái canh cửi, hay đậu phụ thủy nhai, tú tài Hành Thiện", để nói rằng ở Hành Thiện có nhiều khoa bảng, gia đình nào cũng có người đỗ tú tài. Theo hội trưởng hội khuyến học làng Hành Thiện, ông Nguyễn Đăng Hùng tổng kết, thời phong kiến, Hành Thiện có 419 người đỗ đạt, trong đó có 7 người đỗ đại khoa với 3 tiến sĩ, 4 phó bảng, 97 cử nhân và 315 tú tài. Thời nay, Hành Thiện có 45 người là giáo sư và phó giáo sư, 166 người là tiến sĩ, thạc sĩ và hơn 1.500 người tốt nghiệp đại học. Một số yếu nhân như cố tổng bí thư Trường Chinh cũng được sinh ra ở vùng đất địa linh này. Đậu phụ thủy nhai, tú tài Hành Thiện chính là nói đến điều này. Theo tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hóa và khoa học công nghệ, thì chấn yểm phong thủy được xem là một môn khoa học chứ không hẳn là tâm linh. Trong đó, những thầy địa lý phong thủy ngoài vốn kiến thức am tường về kiến trúc,
hướng gió, mạch nước, thì họ còn biết cách thu hút khí tốt, năng lượng tốt, phục vụ tốt hơn cho đời sống con người. Một câu chuyện khác về việc cụ Tả Ao tìm huyệt quý cho họ Đàm Thuận làng Me. Làng Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã Tử Sơn, tỉnh Bắc Ninh, còn có tên tục là làng Me, là nơi có dòng họ Đàm Thuận nổi tiếng, sánh ngang với các dòng họ danh gia vọng tộc trên cả nước. Theo tục truyền thì dòng họ này đã hưng thịnh kể từ khi có thầy địa lý lừng danh đất Việt là cụ Tả Ao đến làng. Chuyện này được ghi chép trong gia phả của dòng họ Đàm Thuận. Theo ông Côn, đời thứ 20, một người nhiều năm trông nom hưng hỏa dòng họ Đàm Thuận và khá am hiểu về lịch sử dòng tộc, thì di tổ Đàm Thuận, tên hiệu là Vô Tâm, sống vào cuối đời Trần, còn tên Húy, năm sinh, ngày dỗ thì đã thất truyền. Hai cụ sinh được hai người con trai là Trung Khoa 1433 và Minh Đạo 1436. Thông tin về cụ bà cũng vậy, trong gia phả chỉ có tên hiệu là Từ Hạnh. Mộ hai cụ được hợp táng tại gò thổ trên một thửa ruộng phía nam của làng. Đến nay, ngôi mộ hợp táng hai cụ vẫn còn, và chính ngôi mộ này được cho rằng đã được thầy địa lý Tả Ao trấn yểm đặt huyệt. Gia phả cũng có ghi chi của cụ Trung Khoa sau này suy vi, lưu lạc khắp nơi, không biết chốn nào. Cụ khải tổ Minh Đạo lấy cụ bà hiệu là Từ Ý và cũng sinh được hai người con trai là Đàm Thuận Huy và Đàm Thuận Giản. Sinh thời, bà Từ Ý phải ở quá nuôi hai con, một đời lam lũ, tiết nghĩa thở chồng. Cụ bà là người có công lớn, đã mời thầy địa lý Tả Ao xem đất, trấn yểm và đặt mộ cho bố mẹ chồng và chồng để con cháu đời đời hưởng phúc. Tương truyền rằng thầy Tả Ao, người Nghi Xuân Hà Tĩnh, là một người thầy địa lý nổi danh cả nước. Quanh năm Tả Ao đi đây đi đó khắp trong nước để tìm những khu đất quý. Một hôm Tả Ao đi qua, bất chợt dừng lại trước ngôi mộ của khải tổ Minh Đạo, bèn buột miệng khen nhà nào phúc đức lớn để đúng huyệt trời cho, nhưng tiếc rằng chưa đúng hướng. Đến giữa làng, Tả Ao hỏi ra mới biết người nằm dưới mộ là chồng của người đàn bà phúc đức, chồng mất sớm nhưng vẫn tiết hạnh thờ chồng nuôi con. Nói về ngôi mộ tổ đặc biệt này, ông Đàm Thuận Côn cho biết: thật ra ngôi mộ khải tổ Minh Đạo được đặt tại vị trí mà không ai muốn đặt, cũng bởi nhà nghèo làm ma không táng nên họ hàng làng xóm tìm một vũng châu đầm để vừa dễ đào lại vừa không mất công đào sâu. Điều không ngờ đấy lại là vị trí mà thầy địa lý Tả Ao khen đẹp nhưng chưa đúng hướng. Theo tài liệu dòng họ ghi chép lại, Tả Ao tiên sinh tìm đến một ngôi nhà tranh vách đất ba gian hai trái của ba mẹ con bà Từ Ý. Gặp bà, Tả Ao không tiết lộ danh tính mà xưng là thầy đồ xứ Nghệ. Tả Ao phân trần về sự đường đột xuất hiện của mình rằng: nghe tiếng hai con của bà học khá giỏi, trí tuệ hơn người, nay xin được phụ đạo thêm. Bà nghe nói vậy, mừng quá, liền dọn dẹp hai gian nhà trên để cho thầy và hai con làm chỗ ăn ở và học hành, còn bà dọn xuống gian nhà dưới để ở. Thời gian ở nhà bà, thầy Tả Ao thử xem cụ bà có giữ phẩm hạnh hay không. Thỉnh thoảng ông trêu ghẹo, bông đùa, nhưng tuyệt nhiên bà không mảy may để ý. Đến ngày phải đi, Tả Ao thử một lần cuối xem bà phản ứng ra sao. Bà đã chỉ thẳng vào mặt thầy địa lý mà nói rằng: tôi tưởng thầy đến đây để dạy dỗ giúp con tôi lên người, ai ngờ thầy lại định làm những việc bậy bạ. Thầy đi khỏi nhà tôi ngay, nhà tôi không chứa những người như thầy. Biết người đàn bà phúc đức một lòng thờ chồng nuôi con, lúc này Tả Ao mới nói thật là thầy địa lý đi qua vùng biết chuyện bà thờ chồng nuôi con nên muốn giúp đỡ. Để kiểm chứng và thử phúc đức của bà nên mới làm như vậy. Nói rồi, thầy địa lý đặt vấn đề muốn giúp gia đình đặt lại hướng mộ cho ông nhà. Nghe vậy, bà Từ Ý mừng quá. Dù lúc bấy giờ nhà nghèo, bà vẫn quyết bán ruộng để nhờ thầy Tả Ao đặt lại mộ bố mẹ chồng và chồng. Giữ lời, thầy địa lý tìm đất đẹp và hợp táng ngôi mộ của bố mẹ chồng bà theo hướng tiền phong hầu, hậu phong vương, tử tôn khoa giáp thế bất tuyệt. Nghĩa là trước được phong hầu, sau được phong vương, con cháu học hành đỗ đạt đời đời. Khi đã xong xuôi mọi việc, thầy Tả Ao dặn bà sau này tuổi già sức yếu, về với cõi Phật, hãy bảo con cháu báo tin, thầy sẽ quay lại hợp táng cho bà và ông nhà.
Khi bà qua đời, Tả Ao tiên sinh đã quay lại hợp táng cho bà và chồng. Ngôi mộ được đặt theo hướng khoa trường hữu song chúng chi cát, đầu hướng về Tam Đảo Vĩnh Phúc, chân đạp về Bạch Đằng Giang. Với ngôi mộ này, thầy Tả Ao đoán rằng con cháu về sau sẽ phát đạt hiển vinh đời đời, và trong thi cử sẽ có hai người cùng đỗ một khoa. Ông Đàm Thận Sơn, trưởng ban liên lạc dòng họ cho biết, tài liệu của dòng họ còn ghi lại chỉ biết hai ngôi mộ tổ của dòng họ được thầy địa lý Tả Ao chấn yểm bằng hia và ấn tín. Còn cụ thể những vật đó là như thế nào, tài liệu không ghi lại và cũng không ai được nhìn tận mắt. Quả nhiên đúng như những gì thầy Tả Ao định trước. Sau này, hai người con của hai cụ là Đàm Thận Huy và Đàm Thận Giản đều đỗ đạt cao và làm quan to trong triều. Đàm Thận Huy đỗ tam giáp đồng tiến sĩ, niên hiệu Hồng Đức thứ 21, 1490, và làm quan đến chức Thượng Thư Bộ Lễ. Còn Đàm Thận Giản đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ, niên hiệu Cảnh Thống đời vua Lê Hiến Tông, và làm đến chức Hộ Bộ Tả Thị Lang. Vào đòi vua Tương Dực, nhà vua hỏi ý kiến cụ Thận Huy muốn thăng cụ Thận Giản lên Thượng Thư Bộ Công. Cụ Thận Huy đã từ chối khéo rằng: "Thần đã làm Thượng Thư, nay em thần lại lên Thượng Thư, thần e rằng thiệt đường cho người hiền tài trong thiên hạ." Đến đời các con của tiến sĩ Đàm Thận Huy, tuy không làm quan to trong triều như cha và chú, nhưng đều làm các chức quan to ở địa phương, như Đàm Phúc Thiện làm tri phủ Quốc Oai, còn Đàm Cát Trai làm tán trị thừa chính sứ đạo Lạng Sơn. Còn sau này nổi bật có giáo sư vật lý Đàm Trung Đồn, giáo sư dược học Đàm Trung Bảo, giáo sư tiến sĩ vật lý Đàm Thanh Sơn, hiện đang giảng dạy tại trường đại học danh tiếng Chicago, Mỹ. Trải qua gần ngàn năm lịch sử, ngôi mộ tổ của dòng họ Đàm Thận vẫn yên vị một chỗ bất di bất dịch kể từ ngày thầy địa lý Tả Ao đặt mộ. Hai ngôi mộ bất khả xâm phạm của dòng họ cho đến nay vẫn còn nhiều điều khó lý giải. Thế đất đẹp và việc chấn yểm huyệt phát tích có thực sự linh ứng hay không mà con cháu dòng họ nhiều đời liên tiếp đỗ đạt không dứt vẫn còn nhiều bí ẩn. Mặc dù trong cuộc đời mình, ngài Tả Ao đã giúp nhiều vùng đất được hưng thịnh, nhiều gia đình phát lộc, nhiều hiền nhân phát tài, nhưng đối với cá nhân ông, dẫu có dày công tầm cứu long mạch đến đâu thì cuối cùng cũng không thể cải biến được mệnh trời. Cuốn Nam Hải Dị Nhân kể rằng, khi ngài Tả Ao học địa lý thành tài, trước khi chia tay thầy để trở về cố hương, ông đã được thầy căn dặn: "Về đến nước Nam, nhớ đừng lên núi Hồng Lĩnh." Nhưng một lần khi qua núi Hồng Lĩnh, ông tò mò bèn trèo lên xem thử. Thì ra đó là huyệt Cửu Long Tranh Châu, tức là chín rồng tranh ngọc. Ngọc ở đây mang ý nghĩa là ngọc tỷ truyền quốc. Có được ngọc cũng có nghĩa là được thiên hạ. Thấy vậy, Tả Ao liền mừng rỡ mà nghĩ rằng: "Huyệt đế vương đây rồi, thầy dặn không lên là vì thế." Sau đó Tả Ao đưa mộ cha về táng ở đấy. Ít lâu sau, vợ Tả Ao sinh được con trai. Khi đó là vào thời nhà Minh ở Trung Hoa. Các thầy thiên văn phát hiện ra rằng các vị tinh tú đều trầu về phương Nam, liền báo với vua Minh rằng nước Nam sinh được nhân tài và sẽ hại cho nhà Minh. Vua Minh bèn truyền cho các thầy địa lý rằng nếu ai đặt đất hoặc dạy cho người Nam thì phải sang tìm mà phá đi, nếu không sẽ bị tru di tam tộc. Thầy của Tả Ao biết ngay rằng chỉ có học trò của mình mới làm được việc này, nên cho con trai sang nước Nam để đoái công chuộc tội. Con trai ông thầy sau khi điều tra kỹ lưỡng đã yểm phá huyệt đạo, rồi bắt con cả của Tả Ao mang về Bắc Quốc. Khi Tả Ao nhận ra thì đã quá muộn màng. Sau này biết đất Hàm Rồng có huyệt quý ở ngoài hải đảo, khi mẹ mất, Tả Ao đưa di hài mẹ đến nơi đây để táng. Ông chọn đúng ngày giờ thì lại gặp lúc sóng to gió lớn, không sao đưa đến huyệt để táng được. Đợi khi trời yên biển lặng thì nơi đó nổi lên một bãi bồi, Tả Ao chỉ còn nước than thở: "Đây là Hàm Rồng, 500 năm rồng mới há miệng một lần trong một khắc. Trời đã không cho thì đúng là số rồi." Từ đó Tả Ao cũng hiểu rõ về phong thủy hơn, biết rằng dù có giỏi địa lý cũng không thể thay đổi được số mệnh. Ông ít khi ở nhà mà chu du bốn phương chữa bệnh giúp người, thỉnh thoảng tìm đất cho người có duyên, không màng đến công danh bổng lộc. Ông giúp dân tìm chọn nơi đào giếng có nước lành,
trong ngon, không cạn, không chạm long mạch. Chọn hướng đình để làng yên ấm trong ngoài, dân cư phát triển. Trong dân gian lưu truyền rất nhiều câu chuyện ly kỳ về nhà phong thủy đại tài này. Lại có giai thoại kể rằng, một lần đi qua làng Thiên Mỗ, ngài Tả Ao thấy có ngôi đất to, biết là huyệt quý nên định chọn đất táng hộ cho nhà họ Trần. Nhưng không hiểu sao, chắc lòng của ông không đặt được xuống đất, hễ đặt xuống là đổ. Ông bèn gọi thổ thần lên hỏi. Thổ thần trả lời rằng, đất này phát ba đời quốc sư đại vương, con cháu công hầu không bao giờ hết. Thiên thượng đã để dành cho nhà họ Nguyễn, còn nhà họ Trần kia ít phúc, không xứng để được đất này. Nếu ông cưỡng mệnh trời thì tất có tai vạ. Vả lại, ông đi khắp thiên hạ, làm phúc cho người ta đã nhiều, mà không được ngôi nào để táng cho cha cho mẹ. Ông nên nghĩ thế thì biết. Tả Ao lĩnh chỉ ý thần, hiểu rằng phúc là từ đức mà ra, tài lộc nhiều hay ít cũng là do đức dày hay mỏng. Vậy mới nói phong thủy chỉ dưỡng người tích thiện. Thầy địa lý dẫu cao tay đến đâu cũng không thể dựa vào phong thủy để thay đổi mệnh trời. Gia cảnh ông bần hàn, con cháu khó khăn, tất cả đều có nguyên do. Lúc già yếu, cụ Tả Ao đã chọn sẵn cho mình một thế đất, nhất khuyển trục quần dương, tức là chó đuổi đàn dê, ở xứ Đồng Khoai. Nếu táng được ở đây thì chỉ 3 ngày sau là thành địa tiên, nhưng cần chôn ngay trước khi chết để tự phân kim. Tuy nhiên lúc sắp lâm chung, còn cụ Tả Ao đưa đến mộ được nửa đường thì cụ biết không kịp, thấy rằng số phận cũng không cho mình ở ngôi đất tốt. Cụ nhìn bên đường rồi chỉ đại vào một cái gò và nói với các con rằng, chỗ kia là ngôi huyết thực, bất đắc dĩ thì cứ táng ở đó, sẽ được người ta cúng tế. Hai con cụ nghe theo và táng luôn ở đó. Cả đời cụ Tả Ao tìm đất tốt cho không biết bao nhiêu người, nhưng bản thân cụ dù tìm được đất tốt cũng không thể hưởng. Thậm chí dù đã chuẩn bị sẵn đất để chôn chính bản thân mình, nhưng lại cũng không được. Sự việc này cho thấy câu nói tiên tích đức, hậu tầm long của người xưa là rất chính xác. Giỏi như cụ Tả Ao mà chưa tích đủ đức thì có tìm được đất đế vương cũng không thể hưởng. Gia tài nhà phong thủy Tả Ao để lại chỉ vỏn vẹn có 2 cuốn sách nhỏ là Địa Lý Tả Ao, Địa Đạo Diễn Ca gồm 120 câu và Giã Đàm Tả Ao Tầm Long Gia Truyền. Nhiều sách khác cũng được xem là của cụ, nhưng thực ra đều là dị bản, chủ yếu là từ 2 cuốn sách trên của cụ rồi dẫn giải thêm bớt. Ngày nay tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh vẫn còn đền thờ Tả Ao và giếng Tả Ao. Trong suốt những năm tháng cuối đời mình, thầy Tả Ao chu du khắp thiên hạ, không màng danh lợi, không ham phú quý công danh, mà mượn phong thủy để giúp người thiện đức. Người đời vẫn thắc mắc vì sao Tả Ao tài thuật như vậy mà không truyền nghề cho con cháu, để con cháu phát tài phát lộc, nở mặt nở mày với bản dân thiên hạ. Có người giải thích rằng là do ông thầy phương Bắc yểm bùa nên gia đình của Tả Ao mới gặp nhiều biến cố như vậy. Nhưng trong lòng ông hiểu rằng gia cảnh mình bần hàn, con cháu mình cơ cực, ấy đều có nguyên do. Cũng giống như thầy phong thủy Cao Biền từng cưỡi mây lướt gió, tản đậu thành binh, lừng lẫy là ngài tiết độ sứ uy phong một thời, vì sao cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục đau buồn? Ấy là bởi muốn cải biến vận mệnh, duy chỉ có hành thiện tích đức, tu tâm dưỡng tính mới là phong thủy tốt nhất của đời người. Cho nên ngay trong phần mở đầu của cuốn sách bí truyền Giã Đàm Tả Ao, điều ngài Tả Ao nhắn nhủ hậu nhân không phải là tìm long mạch ra sao, trấn yểm như thế nào, mà là tích đức tu thân. Đạo cao đức trọng trưng thân, hổ long liên phục, quỷ thần liên kinh. Đức nhân vốn ở cả mình, tiên là tích đức, hậu là tầm long.